Xin chào mừng các bạn đang đến với Tech Mag. Chúng ta đang nói rất nhiều về trào lưu màn hình tai thỏ đã diễn ra trên thế giới di động trong hơn 1.5 năm trở lại. Điều này hoàn toàn là bình thường nếu như mà nó chỉ có trên iPhone và hầu hết người dùng đều cảm thấy bình thường. Nhưng mà sẽ khá là bất bình thường nếu như mà trào lưu này lại bị biến tướng bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau để rồi trở thành một đặc điểm nhận dạng của cả bức tranh di động 2018 đầy hỗn độn. Một món ăn kể cả có ngon đến mức thần sầu nhưng mà cũng sẽ sớm khiến cho chúng ta phải ngáy tận cổ nếu như mà ngày nào chúng ta cũng phải ăn món đó. Đó chính là thứ đúng đắn nhất để nói về tai thỏ. Và một khi việc dựa dẫm vào thiết kế gây tranh cãi này cũng không thể hiệu quả để phát triển thì chắc chắn là việc phải khác biệt để thoát ra khỏi nó là một điều tất yếu. Thực tế mà nói, thiết kế tai thỏ cũng chỉ là một giải pháp tạm thời để giúp cho các công ty sản xuất có được lối thiết kế màn hình tràn viền với diện tích hiển thị nhiều nhất có thể, trong khi chưa giải quyết được vấn đề là làm chìm các chi tiết vật lý khác buộc phải có ở mặt trước máy ở thời điểm hiện tại, như là cảm biến, là loa nghe hay là camera trước vân vân. Lợi ích của tai thỏ là tương đối rõ ràng, là giúp cho các nhà sản xuất có thể giữ được thiết kế nguyên khối của sản phẩm, cũng như là không phải bố trí lại các linh kiện vật lý đã đề cập ở trên ra chỗ khác để rồi chịu chỉ trích về hiệu năng thực thi như một số cách làm trước đó của Xiaomi Mi Mix hay là Sharp Ripple chẳng hạn. Tuy nhiên nó vẫn gây chướng mắt đối với phần đông người dùng, đó là điều chắc chắn, và không phải ai cũng chấp nhận hy sinh thêm một chút viền màn hình để mang đến một trải nghiệm hiển thị đánh giá là què cục như thế. Trong khi đó, bài toán tối ưu linh kiện lại chưa có lời giải, vậy là một số công ty đã nghĩ ra một lối thiết kế mới, đó chính là thiết kế thò thụt. Lối thiết kế này được mô tả là sẽ cho phép giấu bớt một số linh kiện mặt trước vào giữa khung máy và sẽ chỉ lộ ra khi mà đang thực hiện một số thao tác nào đó cụ thể. Và phần linh kiện được đem lên quan tài nhiều nhất đó chính là cụm camera, và một phần lớn các trường hợp khác sẽ là vài cảm biến. Tức là nếu mà muốn sử dụng chúng thì các bạn sẽ phải sử dụng đúng thao tác cần thiết. Như một số mẫu máy được trang bị khớp tự động như là Vivo Net hay là Oppo Face X thì cụm camera sẽ được bật lên khi mà người dùng vào ứng dụng cụ thể, hoặc là với khớp trượt cơ trượt thụ động như là Mi Mix 3 hay là Honor Magic gần đây chẳng hạn, bạn sẽ cần phải tự trượt cụm cảm biến đó lên, hay đúng hơn là trượt kiểu như là các mẫu điện thoại nắp trượt trước kia vậy, như là chiếc Nokia N95 huyền thoại chẳng hạn. Dù sao thì cả trượt tự động hay là trượt bằng cơ thì nó vẫn là trượt và đang được coi là một phương thuốc mới của người Trung Quốc trong việc điều trị căn bệnh tai thỏ đang lây lan như một thứ dịch bệnh trên làn di động hiện nay. Rõ ràng là so với kiểu tai thỏ thì thiết kế thò thụt mang đến một lợi thế cực lớn là tính thẩm mỹ. Hầu hết điện thoại sở hữu cơ chế thụt thò hay là trượt cơ đều có mặt trước rất quyến rũ, với màn hình tràn viền chiếm trọn gần như là toàn bộ mặt trước. Mà nếu như mà muốn thì công ty hoàn toàn có thể có lý do để quảng cáo rằng điện thoại của họ có màn hình lên tới 100% ở mặt trước cũng được. Lenovo là một ví dụ điển hình của kiểu nổ nhưng mà hợp lý như thế. Nhưng mà một bất lợi cũng rõ ràng không kém của kiểu thiết kế này chính là lối thiết kế nguyên khối đã bị phá vỡ hoàn toàn, đồng nghĩa là máy sẽ không còn khả năng chống nước cũng như là không còn sự cứng cáp chắc chắn vốn có nữa. Kéo theo tuổi thọ của thiết bị cũng sẽ giảm đi đáng kể, đặc biệt là khi tồn tại trong môi trường nhiệt đới ẩm đầy bụi và hơi nước như là nước ta thì chắc chắn điều này chẳng khác gì là một thảm họa. Do đó, dù được đón nhận khá là nhiệt tình trong những ngày gần đây, nhưng mà chắc chắn là lối thiết kế thò thụt khó có thể coi là một cái bước tiến khi mà so sánh với tai thỏ một cách tổng thể. Mà có lẽ tương lai tiếp theo cuộc chiến chống lại viền màn hình sẽ nằm ở một lối thiết kế mới, với Samsung sẽ là một công ty đầu tàu. Lý do chính nằm ở việc trong thời gian qua, công ty Hàn Quốc đã tiếp tục cải tiến rất nhiều về công nghệ màn hình OLED của họ, tiếp tục tối ưu để tấm nền màn hình mỏng đi hơn nữa. Và với những bước tiến công nghệ hiện tại thì Samsung cho biết là hiện giờ đã đến lúc có thể giấu được đi phần lớn các chi tiết ở mặt trước như là loa thoại, cảm biến vào dưới màn hình điện thoại. Dĩ nhiên camera trước vẫn là thứ chưa thể được đặt dưới màn hình ở thời điểm hiện nay, nhưng một khi đã giải quyết được các linh kiện khác thì đồng nghĩa với việc là phần diện tích chiếm ở mặt trước sẽ chỉ còn đúng một cụm camera thôi. Tức là giờ đây chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại với viền màn hình tràn viền toàn bộ cùng với một diện tích cực nhỏ chừa cho camera trước. Hay có thể nói vui, đây là một màn hình kiểu nốt ruồi, hoặc là nó gắt hơn một tí nữa, đó chính là màn hình mục nhọt cũng được. Vậy có thể coi màn hình dạng mọc mụn này là tương lai mới của điện thoại thông minh? Rõ ràng là có, bởi các thông tin gần đây cho thấy là đã có thêm rất nhiều các nhà sản xuất khác đã có kế hoạch tham gia vào cuộc chơi smartphone có thiết kế như vậy. Có thể kể đến như Asus với dòng sản phẩm là Zenfone 6, Samsung thì có Galaxy S10 hoặc là A8s, cùng với khá nhiều cái tên khác đang tỏ ra cực kỳ sốt sắng trong những thành tựu công nghệ tiếp theo này. Và dĩ nhiên chắc chắn một màn hình mọc mụn vẫn chưa thể coi là một màn hình hoàn hảo, nhưng mà ít nhất nó chính là một giải pháp khả dĩ nhất để khắc phục được toàn bộ điểm yếu của tai thỏ và thò thụt hiện nay, và đó chính là nhờ sự kỳ diệu của công nghệ. Và vừa rồi là những quan điểm của Tech Mag về các loại màn hình tràn viền hiện nay, như là màn hình tai thỏ, màn hình thò thụt hay là màn hình mọc mụn. Còn các bạn khán giả của Tech Mag, các bạn cảm thấy sao về vấn đề này thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của